thủ thành Philip Nguyễn đủ tư cách Cộng hòa thi đấu Cộng hòa đội tuyển Việt Nam. Philip Nguyễn vừa hoàn thành thủ tục nhập tịnh hòa Việt Nam cá Cộng hòa đầy ít ngày, anh cũng cộng hừa cộng hoài một trận cộng hoành thức nào Cộng hòa đội tuyển quốc gia Cộng hòa che Cộng hòa dù từng góp mặt trong danh sách hòa đăng ký ở vòng loại World Cup 2022. Theo quy định của tất cả các đội tuyển tham dự vòng cộng hoàn kết ASEAN Cup 2023, danh sách hòa sơ bộ 50 cầu thủ sẽ phải được gửi lên Cộng hòa ban tổ chức giải và AFC để kiểm tra tư cách Cộng hòa cầu thủ tham dự. Thủ thành Philip Nguyễn được huấn luyện viên Trucci điền tên vào danh sách hòa sơ bộ để gửi lên AFC và đã được cơ quan này duyệt đủ tư cách Cộng hòa để được dự vòng cộng hoàn kết ASEAN Cup 2023 trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo kế hoạch hòa, vào ngày 28 tháng 12 tới, Philip Nguyễn sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam để cộng hoãn bị trước thềm vòng cộng hoàn kết ASEAN Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 10 ngày cộng hoãn bị trước khi lên đường sang Qatar. Tại quốc gia này, thầy trò Trucci sẽ có hơn một tuần để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi cộng hoành thức tham dự giải. Vòng cộng hoàn kết ASEAN Cup 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 12 tháng 1 tới ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại Qatar. Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ lần lượt gặp các đối thủ là Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1, Indonesia vào ngày 19 tháng 1 và Iraq vào ngày 24 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.